Xin chào quý bạn, sau đây tôi xin chia sẻ với bạn cách điều chỉnh đường nước và cấp cho buồng tiểu đứng một cách hợp lý nhất. Chúng ta sẽ đến vị trí của cái củ nước cấp cho buồng tiểu đứng và kiểm tra thêm đường nước trong tiểu hiện tại đang xả không có nước, và chúng ta sẽ dùng dụng cụ một cái sau đó chúng ta sẽ điều tiết van của nước. Khi kiểm tra trong đường tiểu không xả không có nước, chúng ta sẽ dùng tua vít vặn ngược kim đồng hồ ra nước theo ra và điều tiết đường nước. Ta phải làm biết điều tiết nguồn nước được duy nhất, không để đường nước té ra ngoài. Điều chỉnh cách gì và là tác dụng như sau: khi chúng ta sẽ vặn ngược kim đồng hồ, đường nước sẽ chảy qua van mạnh. Khi chúng ta vặn cùng kim đồng hồ, đường nước sẽ bị đóng lại và chúng ta điều tiết nhờ vào tua vít. Chúng ta nên điều chỉnh đường nước cách hợp lý nhất. Sau khi điều chỉnh xong, chúng ta sẽ kiểm tra thiết bị đóng ngắt bình thường. Tôi vừa chia sẻ với các bạn cách điều chỉnh nước cấp cho buồng tiểu đứng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.